Phật gia pháp thân do nhiều như công vô lượng công đức ca sở thành điều cố tiên tưởng pháp tùy qua sai điện đường thứ bị danh hương phò thân cúng giả e xin ở đây bản nguyện cầu hòa xa chư Phật chư thanh giáng lâm dĩ thử xuân thiên thiên đa lê a thịnh a Phật đa cầu an pha thấu biểu quan cung nghinh và thánh hội đồng tam tứ phủ tiên đế khai đàn mở phủ xuất thủ chỉnh đồng bách nhật viên hoàn thành tâm lễ tạ phong a công a kim bà ngân a tượng mã long chu hoa làm đại bào tam đầu cửu vĩ thế đại bạch ngành thảo tiến sơn tan bái a tà thiên a quan a thành hòa bản thổ chú bà bản cảnh nghinh tưởng tờ phúc trợ thi chúng sinh loan giá dương đồng khất a cầu hòa xã hội chúng con được bình an lộc tài vượng tiến công danh hiền đà thương mại anh thông thuận đạt được tiêu trừ tăng duyên phúc đồng trường thọ sớm dĩ tử xa mối tội diệu phúc sinh dĩ tử cầu phúc bách phúc tự trí độ sinh nguyện cầu sinh nhân lợi đà như đà giao hiếu phụng tế
tâm a phụng tịnh tư quả tư bí chi và thanh văn na niệm thánh tăng tối thượng bồ đề. Đạt ma tổ sư tây thiên tư tân đông đồ nhị tâm tàng bồ tát nhị di bồ nhân một quan đại đạo quán thông chính nhân phù quy. Vì thấy cơ quan nhi hoành huyền như thừa nước mô tí tiêu độ lượng như cao siêu đầu giáo vì tiêu điềm hoa thường xuyên giảm giang vì độ trụng lại pháp pháp lưu truyền tăng đăng thương ê đông độ đạo biệt hiện đại tổ sư tông sư địa sư pháp sư diên sư truyền ấn truyền thư chư vị bồ tát thuệ toa nghe à. Dương liêu tướng hiện nhiên hoa biểu biểu từ dung cả khổ bất khả sư dương kỳ đại chiêu chiêu tuệ nhất nhận nguyện vô dư tử kỳ quang từ trung lòng trung ở một kim hòa nhi tội sát đồng liên tòa thượng y quan tố phụ gì trang nghiêm cung đi nam mô đô đản giáo chủ chính pháp minh vương đại a từ đại a bi thần mà đại cứu khổ cứu nạn đi cảm quan thế âm bồ tát đồng liên tòa là phổ cập tả thiên tài hữu long nữ bồ tát đi tự nguyện thiên hạ cung đỉnh đề đề địa thiên tượng hà thanh mẫu liên mại đại vương
trong toàn sân đông công chúa cung đình đệ tam thì phụ thánh mô sinh thần đông nữ hồng mai ngò trung thủy tinh công chúa tỉnh đồng tả bình quan công chúa nguyễn quý hoàng công chúa nguyện điện đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khát mong mạnh vì quyền tư tội không tôi chứng phần cư sinh chú kỳ tân đáng hoàn danh đình vi chi tay chữ anh chuyên hóa vì tương nguyện lùng hoàng tâm cam cánh ông tình linh công đức cùng gì thiên thiên công chúa phật mạnh quyền cai lùng tâm ma giác nguyên thần chân quân và là tập bà nhị đông chân thiên tam ma thầm lùng vô thiên lùng chữ vị thiên lương duy nguyện thừa ra cam cánh vinh là mới được thị giác tạ trần tinh phân kiến vân vân ba nhị thanh nhị bản trang tối linh tuổi tu hiện tận nữ chín an đường quan gia trị điều phương cứu nhân nổ và thần đệ tử con tu tịnh bản tịnh nhị vị chúa bà đệ nhất ta thiên cung thành hoàng công chúa đệ nhị thiên cung bạch hoàng công chúa sáu phó trang viên rừng bao dân dư bảo chúng hương thượng đẳng tốt lính thần nữ thiên cung thỉnh chúa bà nam phương chúa bà bản cảnh thiện là danh thần là nợ oai linh vì nhân thiện là xin kiện kim thời cho để sao mỗi người chân hoàng tân chi quyến tượng thần chân lâm chi tinh trình tượng tuy công nhu khí vâm ma chi bất thế nhân trung hậu tâm truyền chi vô giá ma văn trần cầm thu đăng giáo hoa bảy phùng chi từ tôn vô tương thực tha hoa phục hồ hàng long chi pháp ma nhân nhất lâm lần kinh ma sư cầm kỳ thị thiên hoa long tình văn lịch du gian hạt giá long chu tuyết nguyệt phong vân điều tiết vi chính khí văn nhật tinh nhạc thiên cổ lang nhân hồng ân điều nam bắc đông tây tứ phương ứng chỉ cùng gì thượng thiên thượng ngàn thủy phù liền vị vương quan hội đồng quan luôn dân sắc tử phù thù điện đại thần là duy nguyện mà lan la sa vân tập vương gia phong ma việt thiên đại nhất tam phong định bảo la thần loan định xuất gia thần bảo vương thủ sáng lạnh ư thuận thiên trưởng rèn lạnh ư thủy giữ phải tinh binh ư nam bang liệt tương sinh ư đây đông nhập sân đã làm nghi bỏ chiến tài cơ xuất hải tài nghi ban sử thủy đạo tu linh tuổi tu lại đánh nay thần cung định đệ nhân sinh lâm đông hải đại vương đại nghị viên cái đông cường hiện ứng đại vương đệ đoàn linh thánh trưởng giang trần bắc linh ứng đại vương đệ thứ ngắm thừa đệ lệnh linh linh đại vương đệ ngũ tam kỳ linh thánh trấn thủ đông biên uy linh đại vương đệ lục thâm thừa thủy đôi xiết điện phi phòng linh ứng đại vương đệ thất đạo tiên linh thánh thượng thiên thủy phù thông linh chính trực bảo quốc dân phò tướng phong tuấn đại vương cung thịnh đệ bát thủy phủ kim chi ai linh đại vương đệ cửu thanh hải thông linh chính trực uy linh đại vương đệ đập nam hải hiện đã ứng uy linh hộ vân an dân phò tướng phong công uy linh đại vương phổ cập là vì con quân văn võ vô na thần tinh tâm mà thân chúng duy nguyện thừa ba khi tạm ba chúng tăng hạ ra chỉ là lập quan tâm kiện rồi ba lời nhân ta hùng tình nghề về kim môn môn số quân ngầm về hữu tài chiêu hòa thánh nga chúa vô sự tiên quân thần là tiên là phù nhân văn long tức tử đề huynh nga quả kiệt đã sâm ma loan giá và phân mình thì mùi hoa khai yên vì thiên na kỳ la ma hoàng ma thừa chu hoàng thì cứ nghiệp bắt ngủ nhân gian nhật đương minh cầm chất cầm chèn cao tay tương nguyện cơ thì vũ kiếm trời ta cũng phù hòa cũng phù sinh từ thi diễu hóa lực nhi phi phù sát thủy tế độ lê dân bất ngờ tương ngờ bao hoa sưng cảm ơn tăng hạ tình kinh ai thượng thiên thượng an tùy phù điện vị quan hoàn dòng sơn đổi ngang vô cát an sơn tâm hạ dương tu tịnh điện vị thiên na cô điện vị cầu quan nhất thiên thị tòng thanh chúng ê dưới ngất thượng 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 anh đồ thanh nữ bệnh giám a mốc thanh thị nhất tâm hồn ma thị kiều minh na sao thanh a trượt
là thu hoa phân phẩm đông hồi tây và chi mê thêm địa cô quốc tăng lợi chi gì lò tánh mang cả ai giữa chỉ cô vong thanh a thời à trang a thời vương a chi thiên ban bằng nhà xương hỏa hoa chi đơn kiểm hoa vài tam phân như viết thành hoa tư lãng đảm nhập cao đại bàn tàng đồ về thì về tân hương phù hoa đoàn phong tự động hoàng phong hoa tự phong hoa tỉnh nào uy ninh điện nào phụng sự chư vị tiên nương tỉnh cảm thủ đại thủ phật thủ tính thủ ban thủ đại thủ điện nhân thiết nghiệp vì tân nhân thiên nhân nào tỉnh cảm đốc đạo chư cảm ơn chúa a vị a linh a kho thủ a kho a cái a kho a tạo a quan a nhân a thiên a quyết a thuộc a suy a nguyện a thừa tam bảo trí tuệ làm chờ mà chưa thôi chúng ta mang a định a nhất a hoa cùng a định a tương a thừa đế a bệnh a sức nhất a gian thiện a trí a quyền hà chiêu hoa dân hà sinh hà định hà số hoa mạnh hà cát hồ chí hà triệu hòa thân đệ tử quan cung tỉnh kim liên đương cai triệu vương hành hà kẻ thay hà đế chân tôn hà thần hà khúc hà tào phán quan tam thẩm đồng thương chi hà thần hà chi hà cung hà thịnh gia đức đương hà cảnh thành hòa linh hà thanh tối lính đại quan tôn hà thần tử hà cung tỉnh bản xứ sơn long thần tổ điều phụng đức chính thần vị tiền cung tỉnh ngũ vương Ngô Đế Long Thành Thần Nam Các Bi Tiền Cung Thỉnh Ngũ Phương Ngô Đế Đạo Lộ Thần Quan Vị Tiền Cung Thỉnh Bản Pha Thổ Công Đông Chủ Tư Mạnh Táo Phủ Thần Quan Tiêu Ma Dân Na Tài Thần Vị Tiền Na Sĩ Viện Na Chấn An Cảnh Độ Thủ Hộ Giao Trung Tâm Thanh nhất tòng tòng lại sát hạ
quan em văn đường đến xa là để phương công hiện viên quang minh ca thỉnh sáng ca điện đường an vị đoà nam mô a chúng đang hiện đồ hương hoa đang ra quả được lúc cũng đủ thân.